Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tech Shop. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một sản phẩm gôm mới. Đây là một con gôm thuộc line gôm giá rẻ. Và sản phẩm lần này của chúng ta sẽ đến từ LTZ. Đầu tiên về cái outlook, về thiết kế, các bạn có thể thấy chúng ta có một vỏ hộp nó khá là cầu kỳ đúng không? Về cơ bản là mình cũng chưa bao giờ gặp một con gôm nào nó có... À không, có gôm có hộp thì gặp rồi. Nhưng mà một con gôm có hộp mà vỏ hộp hình tam giác thì nói thật với mọi người là đây cũng là lần đầu tiên mình gặp. Nhưng mà ngay khi mở cái nắp ra ấy, thì mọi thứ trở lại với đúng quỹ đạo của nó. Chúng ta sẽ có một sản phẩm đúng nghĩa là Trung Quốc luôn. Nó cho chúng ta một cái outlook nhìn nó lịch sự, nó nhã nhặn, nó trẻ trung, nó năng động. Nhưng giá thành của nó vẫn phải rẻ ở thế này cơ. Tiếp theo đó nữa thì về cái cảm quan ngoại hình của sản phẩm này thì chúng ta phải nói luôn, đây là một sản phẩm dung tích nhỏ. Với dung tích chỉ vỏn vẹn đâu đó khoảng tầm... Wait a minute. Toàn chữ Trung Quốc khó tìm thế. Với dung tích đâu đó chỉ vỏn vẹn khoảng tầm 250ml, tức là đâu đó nó sẽ tương đương với cả con gôm Chu Vi và nó sẽ nhiều hơn một xíu. Thì đây cũng là một trong những cái chai gôm có dung tích nó khá khiêm tốn. Và tất nhiên so với tầm giá rẻ thì mình không đòi hỏi hơn. Nhưng mà với cái dung tích như này so với một sản phẩm gôm giá rẻ thì cũng đồng ý chúng ta có một sản phẩm sử dụng nó khá thoải mái, dễ dàng. Đặc biệt đối với những bạn nào không có thói quen sử dụng gôm đều ấy thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu những sản phẩm như này. Thứ nhất là nó vừa đẹp, thứ hai là dung tích nó không quá lớn, chúng ta sẽ không bị ép bản thân là lúc nào phải sử dụng nó để cho hết. Đó là cái điều mình thấy khá hay cái sản phẩm này. Tiếp theo nữa thì các bạn có thể thấy về cái phần thiết kế của sản phẩm, chúng ta sẽ có phần nắp bằng nhựa đen nhám này, phần thân cũng sẽ làm nhám thôi. Đây là một trong những điểm mình thấy khá là hay. Phần trắng nhám này không những nó vừa làm cái sản phẩm của chúng ta đẹp hơn, lạ hơn, bên cạnh đó trong quá trình sử dụng ấy, chúng ta nắm tay vào ấy, nó không bị bẩn, nó không bị bám bẩn, nó không bị bám những cái vân tay. Thì đây cũng là một trong những điểm cộng mình dành ở thiết kế vỏ sơn này. Và ngoài ra bên ngoài sản phẩm chúng ta cũng sẽ được in công dụng của sản phẩm, chúng ta có độ giữ nếp là Extreme Hold, Easy Clean và Fast Riding. Tức là chúng ta sẽ có một khả năng gội rửa rất đơn giản và thời gian khô của sản phẩm này rất là nhanh. Còn bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử sản phẩm này để các bạn xem hiệu quả của nó nhé. Khi mà sử dụng chai gôm này thì được cái là nhà sản xuất cũng ghi luôn cái cách hướng dẫn chúng ta sử dụng ở đây luôn. Nếu như các bạn để ý thì ở đằng sau phần hướng dẫn sử dụng thì nhà sản xuất có bảo chúng ta là để cách mái tóc khoảng tầm 20-30cm sử dụng. Thì đây cũng là một trong những cái cách để chúng ta sử dụng gôm, làm sao để nó đều trên mái tóc nhất. Bên cạnh đó cái liều lượng sản phẩm của chúng ta sử dụng cũng sẽ được phủ đều lên mái tóc luôn và không quá tốn. Và một trong điều mình thích khi mà mình sử dụng con gôm LBZ này đó chính là cái phần đầu vòi của nó. Phần đầu vòi phải nói thật với các bạn, nó sẽ cho chúng ta cảm giác như kiểu là chúng ta có một sản phẩm rất khỏe vậy. Khi mà xịt mọi người thấy này, đấy, từ cái vòi xịt nó tỏa đều ra một chuyện đó, nó sẽ đến cái phần công suất xịt ra, cảm giác nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cả các con gôm thường chẳng hạn. Và một trong những điều mình phải nói với các bạn luôn khi mà sử dụng con này, nó sẽ cái đầu phần đầu vòi so với độ hoàn thiện đối với các dòng sản phẩm cao cấp gần như là có độ hoàn thiện gần như là tương đương, chúng ta sẽ có một lực xịt rất mạnh. Bên cạnh đó cái phần đầu vòi cũng phun ra cái chất lượng xương rất là đều và mình khá thích điều đó. Còn khi mà lên mái tóc thì các bạn thấy gần như mái tóc của mình không có quá nhiều điều thay đổi, nó giữ nguyên cái độ bóng đặc trưng của một sản phẩm sáp. Bên cạnh đó cái độ giữ nếp của sản phẩm, như mình đã nói, sản phẩm này sẽ có độ giữ nếp lên đến nhá, Extreme Hold. Thì tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh độ giữ nếp từ Strong đến Extreme Hold là một điều rất dễ dàng, tùy theo cái liều lượng của các bạn thôi. Và ngoài ra nữa thì cái khả năng khô nhanh cũng sẽ là một trong những điều cộng mình cộng ở sản phẩm này. Sau khoảng tầm từ 30 giây đến 1 phút thôi thì gần như là cái sản phẩm đã được ổn định trên mái tóc của mình rồi. Và khi mà mình sờ tay lên ấy, sẽ không còn cảm nhận được độ ẩm, và thay vào đó chúng ta sẽ được cảm nhận một mái tóc của chúng ta nó cứng cáp hơn, nó chắc khỏe hơn. Và bên cạnh đó một trong những điều các bạn cũng có thể lưu ý khi chúng ta dùng sản phẩm này đó chính là cái khả năng tạo kiểu lại. Đối với một con gôm giá rẻ, khi mà nhắc đến vấn đề tạo kiểu lại thì nó cũng là một trong những vấn đề khiến chúng ta cảm thấy hơi nghi ngại đúng không? Nhưng mà đối với gôm LBZ ấy, nó sẽ cho chúng ta một khả năng tạo kiểu lại khá ổn định. Bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ chỉ duy trì cái độ giữ nếp ở trên tóc thôi, nó không tạo ra quá nhiều cái lớp màng, không tạo ra quá nhiều cái sự chắc chắn. Thì như các bạn thấy mình vẫn sẽ lùa tay và tạo kiểu lại khá dễ dàng. Đặc biệt là với cái thời tiết mùa hè nóng như này, đội mũ bảo hiểm là liên tục ấy, thì cái việc tạo kiểu lại với con gôm này cũng sẽ trở thành một điểm cộng với cái sản phẩm này. Và ngoài ra thì như mình đã nói rồi, đây là một sản phẩm rất dễ để gội rửa và mình cũng phải nhắc lại luôn, đây là một sản phẩm giá rẻ. Cho nên khi sử dụng các bạn hãy nhớ khoảng một tuần chúng ta nên dùng khoảng 1-2 lần, ít nhất là dùng dầu xả, hoặc chăm chỉ hơn các bạn có thể dùng một chút tinh dầu dưỡng tóc để bù lại độ ẩm cho mái tóc, và nó sẽ tránh cho mái tóc của chúng ta khỏi tình trạng bị khô và bị sơ nhá. Và nếu các bạn đang cần sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ ghé qua fanpage của Tech Shop để có thể được trực tiếp đặt hàng, hoặc các bạn có bất kể câu hỏi gì về cần hỗ trợ các dòng sản phẩm tạo kiểu hoặc là cần hỗ trợ các dòng sản phẩm cho nam giới thì các bạn hãy cứ ghé vào Tech Shop để đặt ra câu hỏi để chúng tôi có thể được tư vấn và trả lời cho các bạn, để các bạn có thể tìm ra được những cái sản phẩm phù hợp với bản thân nhất nhá. Và tất nhiên rồi, nếu các bạn cần mình review hoặc phân biệt với cần sản phẩm gì thì hãy để xem comment nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.